nghệ sĩ Thanh Bạch làm MC đám hỏi của Hà Trí Quang, Thanh Đoàn. Hà Trí Quang cho biết MC Thanh Bạch sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt câu chuyện tình của anh và Thanh Đoàn trong lễ ăn hỏi tại Đồng Tháp ngày 19 tháng 10. Anh Thanh Bạch là tiền bối đáng kính, luôn nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi những năm qua. Dịp này, anh sẽ đóng vai trò kết nối hai gia đình để ngày trọng đại thật trọn vẹn, diễn viên nói. Hà Trí Quang tin rằng với sự duyên dáng, hoạt náo của MC Thanh Bạch, đám hỏi sẽ thêm phần vui vẻ, ấm cúng. Bên cạnh Thanh Bạch, nhiều nghệ sĩ khác cũng sẽ có mặt chúc mừng cô dâu chú rể như diễn viên Hồ Bích Trâm, Phước Trường, Anh Tài, Huỳnh Quý, ca sĩ Nguyên Vũ. Trí Quang cho biết anh và bạn đời sẽ tổ chức lễ gia tiên với sự góp mặt của hai bên gia đình, một số đồng nghiệp và bạn bè. Chúng tôi muốn lưu lại khoảnh khắc này để tự nhắc nhở phải trân trọng nhau nhiều hơn, anh nói. Trước đó, Trí Quang, Thanh Đoàn cùng chuẩn bị đám hỏi trong biệt thự 3.000m². Họ trang trí cổng hoa, dựng sân khấu và thuê dàn âm thanh để mọi người ca hát. Chiều ngày 18 tháng 10, cặp vợ chồng đi thành phố Hồ Chí Minh đón bạn bè, hoàn tất một số công việc rồi trở về Cao Lãnh sáng hôm sau. Cả hai cho biết họ tất bật lo toan nhưng vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Hà Trí Quang, Thanh Đoàn hẹn hò bí mật một thời gian trước khi công khai hồi đầu năm 2022. Cuối năm, họ đón hai con chào đời bằng phương pháp mang thai hộ. Hà Trí Quang sinh năm 1986 tại Vũng Tàu, được biết đến qua các phim Lâu Đài Tình Ái, Hoa Giả Quỳ, Những Mảnh Vỡ Phù Hoa. Thanh Đoàn sinh năm 1992, kinh doanh online các sản phẩm làm đẹp. Lúc công khai chuyện yêu đồng tính, Hà Trí Quang từng sợ bị mất công việc, ảnh hưởng tên tuổi đã gây dựng được. Nhưng anh chấp nhận đánh đổi tất cả để được sống thật, cho người yêu sự công nhận. Trong thời gian bên nhau, cả hai gây dựng được nhiều tài sản như biệt thự 3.000m² ở Đồng Tháp và căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.